Chúng mình xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Khỏe đẹp cùng với Vinashop Hồng Shopping. Không biết là quý vị có cảm giác giống như Nhật Minh không? Nhưng mà một ngày có 24 tiếng là không có đủ. Ví dụ như là những cái bạn gái nào mà còn đi học full time rồi phải tranh thủ về đi làm part time nữa thì một ngày ước gì phải có thêm nhiều thời gian. Hoặc là những mà quý cô, quý chị mà đã có gia đình và con cái rồi á, mà sáng phải thức sớm làm đồ ăn chuẩn bị cho con lên trường, rồi còn phải về để sửa soạn cho mình để đi làm nữa, thì làm sao mà có đủ thời gian đây. Ngày hôm nay Vinashop sẽ chia sẻ đến cho quý vị làm sao ra khỏi nhà đẹp nhanh trong thời gian nhanh nhất. Nhưng mà trước khi chia sẻ cho quý vị những điều đó thì Vinashop có chương trình đặc biệt, đó là chương trình hỏi và trả lời ngày sau đây. Xin mời Nhật Quỳnh. Cảm ơn Nhật Minh. Và kính thưa quý vị, Vinashop biết là hiện nay có rất nhiều quý vị, nhất là các bạn trẻ, luôn lên trang mạng như là Instagram, Twitter hoặc là Facebook. Vì thế mà cách để có thể giúp cho Vinashop và quý vị gần gũi thêm với nhau hàng tuần thì Vinashop sẽ ra một đề tài về sắc đẹp, sức khỏe và những việc trong cuộc sống hàng ngày. Và quý vị hãy lên trang mạng Facebook, đó là www.facebook.com/vinashoptv để trả lời những câu hỏi. Quý vị trả lời thì nhớ hãy viết comment của mình vào dưới câu hỏi mà Vinashop đã đặt ra. Quý vị nào may mắn thì sẽ được chọn một món quà từ Vinashop. Và câu hỏi sau đây: thường ngày thì quý vị mất bao lâu để trang điểm mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà? Và chọn đáp án cũng như là kể lý do. Đáp án thứ nhất là từ 1 cho đến 5 phút. Và lý do có thể là vì quý vị chỉ có cần kem dưỡng da là có thể đã đi ra ngoài được rồi. Và đáp án thứ hai là B, từ 10 cho đến 30 phút cũng như nêu ra lý do thưa quý vị. Và đáp án cuối cùng là C, 30 phút trở lên và lý do. Một lần nữa quý vị hãy nhớ lên trang Facebook của Vinashop để trả lời và được cơ hội trúng thưởng trong tuần này nha quý vị. Trở lại với Nhật Minh. Vâng, cảm ơn Nhật Quỳnh rất nhiều. Và thưa quý vị, câu hỏi mà Nhật Quỳnh vừa đưa ra có lẽ là một trong những nỗi lo âu mà nhiều quý vị cho chúng ta đang mắc phải. Vì thế ngày hôm nay Vinashop xin giới thiệu cho quý vị một sản phẩm mới từ công ty Yipkin, đó chính là Makeup Applicator, là máy giúp trang điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với Nhật Quỳnh để xem coi chúng ta làm cách nào để sử dụng sản phẩm này nhé. Thưa quý vị, trên tay Nhật Quỳnh ở đây đang có BB cream. Đây là một sản phẩm mà rất là giúp cho quý vị có được cái làn da đẹp khi mà chúng ta sử dụng makeup, và đặc biệt là không để lại cái lớp dầu ở trên da mặt của mình. Và bên cạnh đó, đây là Makeup Applicator, thì như lúc nãy Nhật Minh có giới thiệu đến quý vị, thì Nhật Quỳnh sẽ hướng dẫn quý vị làm sao chúng ta sử dụng Makeup Applicator rất là đơn giản thưa quý vị. Quý vị thấy là đã có một cái phần lớp để mà chúng ta có thể apply những cái phần kem lên trên đây, thì Nhật Quỳnh sẽ mở BB cream và apply một tí xíu BB cream lên trên mặt của Makeup Applicator. Quý vị thấy có một cái nút nhỏ ở đây màu xám là nút mà để quý vị mở turn on lên. Khi mà quý vị turn on lên thì sẽ nghe cái tiếng rè rè. Rất là đơn giản, quý vị cứ tưởng tượng trên tay của Nhật Quỳnh là cái da mặt của mình, thì quý vị chỉ cần áp sát phần Makeup Applicator và move di chuyển nhẹ nhẹ trên làn da của mình thưa quý vị, nhẹ nhàng thôi, quý vị sẽ thấy là những cái phần kem sẽ lan ra và hòa tan đều trên cái da mặt của quý vị. Quý vị thấy không, rất là đơn giản. Cách này thì là cách để mà cho các chị em phụ nữ của chúng ta trước khi mà đi ra khỏi nhà mình không mất thời gian nhiều, không phải sử dụng brush, không phải sử dụng những cái bông kem để mà apply mất thời gian, mà quan trọng hơn cả đó là rất là đều thưa quý vị và mình nữa. Đó là cách sử dụng Makeup Applicator rất là đơn giản. Quay trở lại với Nhật Minh. Nhật Minh và Nhật Quỳnh xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình kỳ sau.